Ta-da, tôi đang có một thiết bị để coi siêu năng 5 trong 1, vừa là loa Bluetooth, vừa là đèn ngủ, vừa là đài FM nè, vừa là đồng hồ và cũng kiêm luôn một cái giá đỡ điện thoại nữa. Đã vậy thì cái con này cũng nhìn thấy cân dễ sợ luôn. Em này chính là loa Bluetooth Ally S2 của Apple. Theo tôi biết thì em này đang bán với giá là 1,6 triệu. Tuy nhiên là mấy ông có thể nhận free em này khi mà xem hết video này nha. Ok, với em là Ally S2 này thì đầu tiên mình phải nói đến đó chính là thiết kế của em này. Nhìn nó như một cái hộp cơm trưa văn phòng vậy á. Đây nè. Bên cạnh đó, tổng thiết kế và phối màu bên ngoài của loa cũng cực kỳ đẹp luôn. Tôi thấy nó theo phong cách tối giản và hiện đại nhưng mà không kém phần sang trọng khi mà đặt ở những góc phòng ngủ nè, bàn làm việc này kia đâu nha. Thậm chí xung quanh loa còn được bọc lớp vải khá là chắc chắn, sờ vào cảm nhận được ngay sự dày dặn và chất lượng của nó luôn. À mà em loa này nhẹ lắm nha, cầm mang đi mang lại rất là thoải mái luôn. Phía cạnh trên là cái dãy nút chức năng của loa như là mode nè, switch nè, Bluetooth, radio, tăng giảm độ sáng, play pause nhạc và có cả đồng hồ báo thức luôn nha. Điểm cộng đó chính là các nút chức năng này được show ra hết như thế này, rất là dễ làm quen trong quá trình sử dụng nha. Khoan bạn tới chức năng của em này đi, tôi thấy là em này mang đi làm nè, mang đi picnic hay là mang đi đâu cũng rất là ok luôn. Tại vì trong em này có pin tích hợp dùng khá là tốt. Ngoài ra có muốn sạc thì sạc ở cổng C dưới đây nè. Ok, đến với phần quan trọng nhất của em loa này ha, đó chính là phần tính năng. Thì cụ thể em này có 5 tính năng riêng biệt và hai cái đầu tiên á cũng là hai cái dễ thấy nhất. Đó chính là em này mọi người có thể biến nó thành một cái giá đỡ điện thoại được luôn. Nó nằm ở ngay phần quai sách của loa luôn nè. Mọi người có thể đặt điện thoại ngang dọc đều được, hoặc là mọi người có thể điều chỉnh góc nghiêng của quai sách rất là dễ dàng và yên tâm là phần quai sách này làm rất là chắc chắn nha, không sợ điện thoại bị đổ hay là gì đâu. Bên cạnh đó, tính năng thứ hai cũng nằm trên chiếc quai sách này luôn. Mọi người chỉ cần chạm nhẹ vào bất kỳ chỗ nào trên bề mặt, tôi nhấn mạnh lại là bất kỳ chỗ nào trên bề mặt qua luôn nha, tại vì nó sẽ kích hoạt phần đèn led màu vàng lên cực kỳ đẹp luôn. Phần led này thì sẽ có 3 cấp độ sáng nè, tùy theo mức độ mọi người muốn chỉnh ra sao nha, thì mọi người chỉ cần chạm nhẹ thôi là xong, phản hồi cảm ứng rất là tốt luôn. Với tính năng này thì mình thấy khá là hay ho, tại vì có thể vừa làm đèn ngủ và vừa làm đồ decor cho bàn làm việc luôn. Tiếp theo tính năng thứ ba đó chính là loa của em này. Bởi vì em này bản chất là một loa Bluetooth mà, và tất nhiên với Bluetooth 5.0 ổn định kết nối dễ dàng với các máy Android và iOS. Tuy nhiên về chức âm của em này thì tôi nghĩ là mấy ông không nên quá là kỳ vọng như là bass phải chắc nè, âm trong trẻo hay là này kia kia nọ đâu, tại vì em này là một em loa đa chức năng nên là chức âm của nó nghe mức khá tốt thôi. Mọi người có thể nghe ở nhiều thứ loại như là EDM nè, bolero, acoustic hoặc là các bài nhạc chill chill trước khi đi ngủ thì em này vẫn đáp ứng được hết nha. Ít nhất là các dãy âm của loa cũng khá là tách bạch, nghe cũng được chứ không phải là quá tệ đâu nha. Vài lời gửi cho anh em chém nên bài ca. Ok, đến với tính năng thứ tư nha, mà tính năng này tôi cũng khá là thích. Đó chính là mặt trước với cái lớp bọc vải này chính là phần LED số hiển thị giờ nha. Thậm chí tích hợp cả báo thức trong này luôn. Phần LED số này cũng sẽ có 3 mức độ sáng khác nhau để cho phòng tối thì nhìn cực kỳ là rõ luôn. Còn nếu như mọi người muốn sử dụng báo thức á, thì cũng đơn giản thôi. Chỉ cần nhấn giữ cái nút có icon đồng hồ để tắt mở báo thức như này và set giờ là xong. Khi báo thức reo á, thì chỉ cần chạm tay vào tay cầm một cái đó, báo thức sẽ dừng và báo lại kéo dài 3 lần trong vòng 5 phút. Có một điều mà mình chưa thích ở cái tính năng này đó chính là nhạc báo thức còn nhỏ quá, với lại nó hơi du du. Nghe cái tiếng nhạc này thì có nước là đi ngủ thêm một chập nổi như vậy không có nổi. Rồi, tính năng cuối cùng nha. Tôi biết là bây giờ có khá là ít người còn nghe radio, tôi cũng vậy. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn tìm kiếm sự hoài niệm, yên bình thì chỉ cần nhấn vào nút FM, đài radio sẽ phát lên. Lúc này có thêm một người đặc biệt ở bên cạnh, không khí se se lạnh. Ây da, nghĩ tới thấy thích thiệt ha. Avatar dòng chảy của nước tiếp tục thống trị bảng xếp hạng của vườn phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ với doanh thu ước tính là 15,7 triệu USD. Còn về dung lượng pin thì em này có mức pin là 1800 mAh. Nếu sử dụng mức âm lượng trung bình, độ sáng trung bình á thì mình có thể dùng tận 2-3 ngày thoải mái luôn. Hoặc nếu như mọi người để nguyên một chỗ cứ cắm sạc liên tục thì xài cũng được luôn. Tổng kết lại, quá nhiều tính năng cần thiết được tổng hợp cho một chiếc loa bé bé xinh xinh như thế này, như là thiết kế độc đáo nè, nhỏ gọn, tiện lợi, dễ mang đi đây đi đó, chụp hình sống ảo hay là làm decor trang trí khi mà làm việc cũng rất là chi mừng. Và nếu như mọi người muốn có em này, chỉ cần đặt trước chiếc Oppo Reno 8T 5G từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 2 là được nha. Mình nguyện để cho sắp gà mua Oppo Reno 8T 5G để mình sở hữu em loa Ally S2 này. Mấy em thấy sao về chiếc loa này, đừng quên để lại comment cho mình biết nha. Đừng quên like, share và subscribe cho Nhân Sách Việt. Mình là Yud. Bye bye.